Vâng, xin chào các bạn, hôm nay một sai đi thượng lại xuống thăm hội chợ triển lãm sinh vật cảnh của làng nghề Mọc, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Đây là phía bắt đầu từ bên ngoài đi vào trưng bày những hàng cây to. Ô, cái này đẹp ghê đấy chứ, to đẹp đấy, cái này dẻo, dáng rất đẹp này. Cái này có bộ thân pháp dễ buông tạo thành vách, có một số cái đường chạy tương đối của tay. À, cái này rất đẹp đấy, làm theo phong cách lối mới đấy, lối đương đại. À, cái này của Quốc Oai mang đến này. Cây giáng làng. À, có cái phôi này gỗ đấy. Con này được này. Có bộ tay dưới cái đầm ở khiếp không? Sướng không? Cái này phong cách rất đẹp, phải nói thực sự. Mặc dù đẹp quá, làm khéo thật. Rất to và rất gấu. Nếu mà đồ to này thì chỉ có khả năng là cây này là của Tám Hữu Bằng, không biết có phải không, tí để soi biển rồi này. Anh em đọc hộ cái xem có phải của ai nhỉ, cái này có phải của Tám Hữu Bằng không? Phải. Đúng không? Đúng rồi, nếu mà đồ to của Hữu Bằng thì chỉ có tám. À đúng, tám Nguyễn, đúng rồi. Tại vì nếu mà đồ to chỉ có tám Nguyễn Hữu Bằng thì nó có đồ to. Hôm nay mới được nhìn thấy cái này của tám Nguyễn Hữu Bằng. Khả năng gửi ở đâu mang về đấy. Trước vào sân không thấy. Phê quá. Đóng bộ tay luôn. Bộ kia là trườn, khiết thật đẹp. Nó kéo hoàn toàn cái cây này. Tám thì năm vừa rồi quá thành công, vừa rồi cũng bán mấy được mấy tỏi. Nữa cái đẹp thì nó vẫn có cái độ phê, độ máu. Anh em nào được thích đứng xem. Phê đẹp, phê quá. Là đang nuôi. Còn nó có dữ liệu hết rồi, hòm hòm. Hôm nay thì nhanh xong. Cái chữ hoành này cũng đẹp. Có hai đây mà. Đi
Con này xếp sắc bông tán của cái này quá đẹp nhỉ. Xếp sắc con huyền, hai con này bông tán cách sắp xếp tuyệt vời. Quay đây, Hoàng Sơn, Di Trạch. À, chào Lương Biên. Đang ngắm mấy cây của anh em là tuyệt vời quá. Nhiều cái đẹp chất lượng đó. Dạ, bonsai Đinh Vượng ạ. Chân người. Vâng, chào. Vâng. Rất nhiều cái đẹp. Cô đây là cái phôi sinh quê. Hai tay nó lại bằng nhau quá nhỉ. Tạo thành cái vai ngang. Đường chạy kết nối hai bên. Có cả những cây đương đại, có những cả cây như thế này là cây từ ngày trước anh em làm rất lâu năm rồi. Và có những cái cây đương đại theo lối mới. À, tôi đã nhận cái này là của em An Hữu Bằng. Một cây xanh cổ. Cái này thì già kinh điển các bạn ạ. Cái này chỉ khoái độ già này các bạn nhé, nhìn phê. Trắng tinh như vôi. Đây là cây xanh lá móng thì phải. Đúng là móng. Dòng xanh lá móng đây. Tuấn An Hương Ngải. Chất liệu xanh lá móng đây. Tiếp theo cũng là một cây xanh lá móng đây quý vị nhé. Cái này cũng là móng. Đây viên đá đẹp đấy. À thế gì? Đây là cái lối đi vào cũng khá nhiều cây đẹp, toàn những cây to đẹp được trưng bày, còn ở phía trong là những cây nhỏ. Tầm Vâng không? Chào không? Đấy, cái này thì bông tan đẹp quá. Còn đây là người ta mối tỉa. Vâng, các tỉa chơi dăm. Đây tác phẩm của anh Cấn Văn Hy, Sơn Tây. Cây vũ lư. Anh à, anh có mang cái nào ra đây không? Tìm thế. Dòng xanh lá nhựa búp đỏ này đấy, đẹp như si nhỉ. Anh đứng bên phải bên này, anh đứng hai bên để làm kiểu ảnh. Anh cho đứng vào tí, hôm nay anh có cho có mang cái nào ra đây không đấy? À, tí nữa vào để tham quan cây anh cho nhá. Đấy, hai người nổi tiếng. Hai ông chúc gì nước ao gì đấy. Nước ao á, từ nước ao á. Như cái này sạch mà. Thân pháp da rẻ quá sạch. Đúng lối cây cổ đấy nhỉ. Quay đây. À, ông Phan Đặc Bình đấy. Chủ nhân đấy rồi. Đấy, chủ nhân mà cứ đứng im quá thôi. Một cái giống, bác có biết cái giống xanh này gì không? Xanh này à? Vâng. Xanh này như thế là người ta bảo là phúc am hay cái kiểu gì đấy. Lá này đỏ như là xi ấy nhỉ. Đỏ đẹp. Mà trơn lá dày lắm. Lá dày lá nhựa này. Có được cái nó lên màu đỏ như là xi đẹp đấy. Đấy, dầm nó dày là lá còn kít hết cả vào trong như này. Vâng, nói chung cái này là được cả bộ dầm rồi, được lá đẹp, dầm đẹp. Đó, thế cái này trước có vào có thấy đâu nhỉ, hay là mới lấy chứ bác? Mới lấy. À, trước vào có thấy được, trước có thấy đâu. Hôm nay mới xuất hiện thêm cái này. Là ông chủ đứng vào sát cái cây vào. Ông chủ Phan Đặc Bình.
Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Hữu Bằng này mới sưu tầm được một cái xanh cổ này quá quý. Rồi xin chúc mừng cho ông chủ nhé. Chủ tịch, đúng rồi, chủ tịch tinh mắt thật. Đấy, được tác phẩm đẹp quá. Đấy, được nhìn thấu cái ngọn thích nhỉ, thoáng. Mở chơi. Rồi, tiếp tục lại chúng ta sang ngắm một cây này là cây cây xanh lá móng đúng không nhỉ? Lồng lá móng đấy. Đây các bạn nhìn lá móng, sướng không? Ở đây lại xuất hiện từ cây này móng mới này. Rất nhiều anh em hỏi, bây giờ đang hỏi thăm để mua cái dòng giống của cây lá móng. Cho nên anh em có lá móng chịu khó nhân giống những cây nhỏ ra nhé. Thì sau rất nhiều khách sẽ hỏi, rất nhiều người muốn liên hệ với Bonsai Đinh Vượng để mua dòng cây xanh lá móng và cây giống. Anh em cứ chịu khó nhân giống ra là sẽ bán được. Một cái dòng giống xanh quê nhưng rất quý, chất liệu cực kỳ quý các bạn. Nhưng mà các bạn làm những cái dòng này thì phải có thời gian kiên trì, bởi vì làm rất lâu, rất chậm và độ già của nó cũng rất lâu. Đây là cái lối đang đi vào. Con này có đường thân chạy rất mềm mại. Rồi giờ chúng ta sẽ vào sân chính quý vị nhé. Và chúng ta sẽ bước vào sân chính đây. Sân chơi trong này là những cái dòng nhỏ nhỏ sân chính. Một cây trầu cổng rất đẹp. Rồi Bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây để vào sân trong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.